Vâng, chào mừng anh em đã trở lại với map thiếu thứ ba, trận thi đấu giữa Na'Vi cùng với nó là G2 Esports. Và đúng là với cái những cái dự đoán từ đầu của tất cả mọi người thì đây sẽ là một trận đấu cực kỳ căng thẳng, đã phải kéo nhau đến tận map thiếu đền núc là map thiếu cuối cùng rồi. Bây giờ cơ hội sẽ là 50-50 chia đều cho cả hai bên. Chưa biết được câu chuyện sẽ dành cho bên nào cả. Nhưng cái round những lượt chém ra vừa rồi thì bên nào ăn nhỉ? Bên Tự quên mất nào rồi. ăn thì chúng ta sẽ cùng xem là À, ai sẽ thế đến bây Man giờ cứ City xem trước bên nào thôi. Man City là biết đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta cùng đến ngay vào những game thôi. Vẫn đó là team G2 Esports. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đến với round thi đấu Meritech thực cười nhỏ thôi. Nico đổi một Sipo hạ không việc một người rồi. Sipo có double kill, liệu rằng có triple kill hay không đây? Sipo, vâng, Sipo nằm xuống rồi. Perfecto hạ không việc Hunter. Vâng, vừa rồi rất là xin lỗi anh em. Lúc mà tôi chuyển sang màn hình game thì tôi ấn nhầm cái trên màn hình VMix là sang outro nên nó tự cắt tiếng in game ạ. Vừa nãy tôi với Chí cắt một round điểm pistol cực kỳ là bay bổng, Cá cháy cắt cháy cả họng, trời ơi bực mình thật. rồi. Vâng, tôi rất xin lỗi anh em là đã để miss mất một round đầu, nhưng không sao, mới chỉ là một round đầu tiên mà thôi. Bọn tôi vẫn sẽ còn phục vụ anh em phải 30 40 round nữa chẳng hạn. Nên là cũng không có vấn đề gì quá nhiều cả. Rất mong là anh em thông cảm cho chúng tôi. Và bây giờ thì G2 Esports họ đang fog bài rồi. Có DE, có sơ cao của Kennedy nha. Và các viên Na'Vi họ mua đến ba khẩu SMG đi và một khẩu AK trong tay của Sipo, cũng là một Kali của Perfecto mà thôi. Và những khẩu SMG này sẽ khá là thoải mái trước những khẩu DE của các thành viên bên phía G2. Cái khả năng vừa chạy vừa bắn nó sẽ khiến cho những khẩu DE khó mà có thể có mạng được. Nhưng biết đâu đó đấy, biết đâu đó vừa nói xong đi cô đấm mồm của Bumix luôn. Vâng, đây cũng là một map thi đấu mà cả hai bên như tôi đã nói thì đều thi đấu có thể nói là khá tốt, đâm ra là cơ hội vẫn đang là chia đều. Nào Nico, anh đã mất cho mình nửa cây rồi. Kenneth đang cover cho người đồng đội của mình. Nico cùng với Kenneth kết hợp vào thì cứ một viên đè và một viên scout thì hoàn toàn sẽ có người phải nằm xuống mà thôi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cùng đến với một cú bẫy trên cái trườn bò ngoài outside và đã bắt đi được vị trí Nico rồi, nhưng rách đổi mạng của Perfecto cực kỳ nhanh chóng. Tình huống đưa về là nạp 4 viết 3 thì cho bên với team G2 nha. Lỡ ngớ là G2 lại ăn rào thi đấu này này. Nhưng Electronic đã lên đến khu Heaven và các thành viên team G2 Esports lại không hề biết điều đó. Và bây giờ ở trên Heaven của G2 thì lại không có ai. Jack vẫn tiếp tục chầy cối nhưng mà không thể làm huyền thoại ở khu vực Secret nữa rồi khi mà ăn quả nết đau luôn. Và bây giờ thì Daxa ông Shippo Electronic đổi một quả cây. Giờ thì Hunter bị kết thúc điểm Flappy rồi. Đang có một tình huống bóc vào khu vực outside đến từ vị trí của Kenny. Nhưng mà Kenny trước đó làm được một mạng. Electronic vừa được tình huống 1v1. Jacky đã trở lại về là thương binh rồi. Và bây giờ thì với một khẩu DE thì 15 máu hay một máu mà bắn vào mặt thì cũng sẽ là có mạng mà thôi. Electronic trời rất chì luôn, trốn luôn trong bom sai chỉ chờ Jack Z đẩy vào. Đây là quả timing tốt và Jack Z quá yếu máu rồi. Vậy là Electronic vẫn đem về một round thắng cho các thành viên Na'Vi với một cái quad AQ. Thậm chí là anh ta nhặt về được một khẩu AK. Tuy nhiên thì với việc là các thành viên của bên phía Na'Vi họ thua cho mình một round mất đến tận 4 súng thì hãy nhìn vào cái lượng tiền của bốn người đã phải nằm xuống. Nó chỉ khoảng hơn 3.000 mà thôi, không phải là quá nhiều. Nhưng mà vấn đề là ra đấu này thì G2 họ lại là phải eco trắng với những cái USP. Khá là đáng tiếc để cho Kenny biết pha đó, có vẻ như là biết rằng cái Electronic không còn khỏe nữa, ăn một viên Ska hoàn toàn phải chết. Chỉ là Kenny có vẻ thì cũng đã hơi vội vàng cho tình huống đó. Mà bà tỷ số thì gần như sẽ là 3-0 dành cho bên phía team Na'Vi thôi, nhưng rách vừa rồi lại hạ gục được Simple.
À, bây giờ thì một khẩu AK đã rơi. Perfecto sẽ để lại khẩu AK này với mục đích là mồi nhử hả? Ừ. Nico bây giờ tiếp tục vác cái khẩu DE của mình đi lên rồi. Oh, hơi lag đến từ OTV. Vào đầu trước, những khẩu DE của các thành viên G2 cũng đã phát huy rất nhiều hiệu quả. Những tình huống đấm mồm là rất chính xác. Bây giờ thì một lần nữa Simple đã nằm xuống. Nào, còn ai sẽ phải nằm xuống tiếp theo hay không đây? Sẽ có đồ được trả vào bom xe A. Tuy nhiên thì... Ê, nó bay tờ B. Nhảy ven xuống B. Nhìn rất giống cái nhảy ven xuống B này. Đúng thật rồi, nhảy ven xuống B rồi. Ở bom xe B thì không có ai của bên phía G2 cả. Vậy là họ sẽ kiếm về cho mình ra thắng dễ dàng. Ở đây còn Nico. Nico đã phải bị rem kịp thời. Ôi, một khẩu AK phải luôn. Khó, khẩu AK. À, nhờ khẩu DE là hơi khó. Vâng, và rất là sorry anh em. Vừa nãy thì sau khi kết thúc map 2 thì tôi với Chí cũng hơi bị xuống sức một chút, nên là ra ngoài uống cốc nước, nên là cũng quên mất là trả cái phần thưởng cho các bạn đoán đúng cái người chiến thắng map thứ 2. Và vừa rồi thì tôi đã vừa trả thưởng rồi. Rất là cảm ơn anh em đã tham gia vào phần dự đoán trúng thưởng. Đúng, đúng, đúng. Kênh Nemo.tv.rot. Thôi anh em không có gì phải vội cả. Còn nhiều trận đấu nữa cơ mà. Đến với không giải này thì giải sau nữa. Để có cái gì đâu. Thứ 3 thì quên mất cái chương trình dự đoán. Dự đoán tỷ số. Nhưng thôi bây giờ thì trận điều đã đến rồi. Chúng ta sẽ tập trung thưởng thức cái trận thi đấu này với tư cách là gì đây chị nè. Tất nhiên là tập trung thưởng thức từ lúc nào mà chả là viewer rồi. Đồng. Hãy tạm thời bỏ qua tính chất gọi là có thể gọi là ăn thua một chút đi. Không, cũng không ăn thua. Chúng ta vui thôi mà đấy. Chúng ta lập ra chuyện này để vui thôi. Kiểu đúng, đúng, thể đúng. Hiện trổ tài dự đoán thôi. Đúng, đúng, đúng. Thôi. Thôi bây giờ thì quên mất rồi. Thì thôi bỏ qua. Quên rồi thì bỏ qua vậy. Ok, chúng ta cùng đến với round thi đấu thứ 4 rồi. Round thi đấu của G2Sport sẽ full bài được. Nhưng bây giờ thì một bài di chuyển smoke rộng ở outside đến từ Navi. À đây rồi, cái quả smoke thứ 3 thì được quên vết cắt hơi lâu mãi mới nở ra. Smoke đến hơi chậm nhưng Electronic cuối cùng vẫn di chuyển được an toàn. Secret và thậm chí là có gặp Perfecto, anh ta đang bò trườn ở Gara để làm bài tơ. Ở bên phía Navi đang cài người vào được rất nhiều vị trí, tuy nhiên Flamey đã nằm xuống với Nico. Còn nếu Perfecto mà lộ ra thôi thì sẽ rất nguy hiểm khi vị trí của anh chàng này sẽ bị lóc lại. Bây giờ thì bên phía của team Na'Vi, họ đang muốn cài vị trí Perfecto vào đâu đây? Với một tình huống di chuyển như này thì Perfecto hoàn toàn có thể di chuyển lên Evan nha. Nhưng bây giờ thì Kenneth đang có khẩu op ở đây. Vâng, Kenneth vẫn chỉ là một tình huống kê op ngoài outside mà thôi. Sẽ là một tình huống đánh split vào A đến từ Na'Vi. Ừ. Nhưng Boomix đã bị hạ gục rồi. Họ có suy nghĩ lại tình huống split vào A không đây? Khi mà tôi nhìn thấy có một người dưới khu secret, đó là vị trí số 8 của Electronic, 3v5. Bây giờ Na'Vi không thể đi lẻ được nữa đâu. Họ bắt buộc sẽ phải đi cùng nhau để đánh vào cùng một bom mà thôi. Kenneth thì vẫn đang rất chầy cối ở cái khu chân heaven này. Bây giờ Tham Minh Perfecto hạ gục được Kenneth rồi. Tham Minh này có thể về B nha. Nhưng ở ram có một người. Và bây giờ thì Perfecto đã lộ ra rồi. Đang thu hút người ở khu ram. Đồng đội thì đang di chuyển vào B. Và bây giờ thì Perfecto hạ cũng được sách rồi. Có thể làm được nha. 14 giây là thời gian, vẫn có thể đặt bom kịp ở B. Chắc chắn rồi, C4 đã được đạt thành công. Một pha di chuyển quá tốt tới Perfecto. Nhưng bây giờ thì cũng nên làm, những người đồng đội khác cũng nên có mạng thôi. Không thể để một mình thằng em Perfecto làm hết thế được. Và đây rồi, một tình huống bắn tốt từ Electronic. Nhưng còn một người bị bắn Nexa. Đó là double kill dành cho Electronic rồi. Nexa lại bắn lỗi skill. Mặc dù vị trí của Papatronic không nhìn vào cái khu vực cửa nhỏ kia. Nico bắt được Simple rồi. 1v2 có kit rơi ở ram. Nhưng Tham Minh như thế này là không đủ. Và Nico quyết định là đi xếp súng. An toàn dành cho Nico. Và tỷ số là 4-0 dành cho bên phía team Na'Vi. Natus Vincer dịch ra thì nó gọi là sinh ra để chiến thắng đấy. Đúng, đúng, đúng. Born to win. 4-0 rồi. Vâng, và anh em hỏi là tại sao giật vậy thì nó là do lỗi của Gon. Chúng tôi 500 Pro Studio thì đang cắt bằng clean fit. Và Gon TV thì mới bắn ra được clean fit. Và clean fit này thì chúng tôi nhận được từ bên phía ban tổ chức ESL. 4-0 dành cho bên phía Na'Vi nha.
và các thành viên team vừa hay sport thì họ đang có một đặc điểm hấp bài, họ sẽ bắn xoay quanh khẩu om mà Nico vừa rồi đã nhặt cho Kennedy. Vâng, nhưng bây giờ Kennedy sẽ kéo ốp lên một góc cây ốp khá chủ động, cùng với đó là cũng sẽ cho tên cửa hai rất nhiều thông tin, nhưng Na'Vi đánh ngả luôn. Và bây giờ thì Bubik tự bắn đồng đội mình rồi, và đó phần nào đó khiến anh chàng phải nằm xuống. Ba người của bên phía Na'Vi đã phải ra đi, chỉ đổi được một của Hunter mà thôi. Và bây giờ thì Sipo và Electronic, hai người thì đều có súng to đấy, nhưng lại đang hơi bị khó trong cái phạm vi di chuyển nha, khi mà tất cả các thành viên G2 họ vẫn đang vây ở xung quanh, nhất là Kenny có ốp ở đây. Nhưng mà chúng ta có lóng dài rất khéo, nhưng có Nexa ở đây bắn còn khéo hơn. Và Sipo cũng sẽ phải nằm mà thôi, rất bất ngờ một round mà Na'Vi họ đánh vào A, nhưng mà thật sự thì họ đánh kiểu gì vậy, rất kỳ lạ, họ bị G2 bắn vào từ quá nhiều hướng rồi. Và chưa kể là một tình huống mà Bumix là người đi tăng đầu đúng không nhỉ? Lại còn bắn đồng đội cơ. Đúng rồi. Chắc là anh ta nghĩ có người nào đấy lỉnh trong quả smoke đấy ấy. Importer là Bumix cơ. Rất lừa luôn. Bốn lừa dành cho bên phía của team Na'Vi. Ôi trời ơi, Bumix cùng với Kennedy. Hai anh chàng ấy đang khá là hiền hòa. Hơn cuộc sống gọi là tràn hòa niềm vui. Đối xử tốt với mọi người xung quanh. Mỗi round thì các anh vuốt nhẹ má đối thủ một cái, gần như là không thể gây được quá nhiều đam tới từ hai player này. Round thi đấu chiến thắng Happy đến từ GI Sport, và họ đang có cơ hội để rút ngắn tỷ số xuống hơn nữa. Thì đây sẽ là một key round dành cho bên phía team Na'Vi. Tháng 4 thua một round, cái kịch bản này khá giống Map Thunder Side nhỉ. Đang định bảo này, đang định bảo là giống với game một, Map 1 thì nhớ đâu đấy, ở G2 lại. Cảm xúc mà, bắt sóng cảm xúc mà. Vâng, nhớ đâu G2 làm cho phát lên 5-4 nữa thì nó lại là vui vẻ này. Nó lại là ối trời ơi luôn. Đúng. Bây giờ thì Na'Vi Flammy phải cầm cho một khẩu UMP à? Súng hơi yếu. Đánh ra chắc chắn rồi, đối đầu những cậu M4 và AK thì sẽ là hơi yếu. Tiếp tục là PR từ từ Na'Vi, có lửa cách xa hay không? Đây rồi, lần này Bubik đã check để chính xác. Có thêm cả lửa vào vị trí của Hunter nữa. Rất nhiều lửa được ném ra và gần như là không có chỗ đứng cho các thành viên G2 trong round đấu này. Và bây giờ thì vừa rồi ba người trong cục bom sai A của G2 chỉ đổi được có một thôi. Và bây giờ thì Nico xuống ven rồi, không có làm gì nữa đâu. Lửa liên tục nhồi vào Kevin, Jack và Nico retake trong một tình huống 2v4 trong bom sai A. Bom sai A của Matthew lúc này thì cũng là một bom sai khá khó cứu đó. Tôi nghĩ rằng các thành viên của bên phía team G2 Esports thì họ sẽ đi xếp súng mà thôi. Electronic vẫn đang miệt mài bài tờ A-Log, và bây giờ thì Electronic đối đầu với Nico. Nico chỉ đổi một trước khi bị ăn của Simple. Nico thời gian gần đây là tôi để ý là Nico bắn một cái tâm chấm bé tí. À giống nên tôi là, à, giống tôi à. Tapping lắm. Ờ giống tôi mà. Vâng, vừa rồi là một cái bài đánh của Na'Vi ngay tức thể chúng ta thấy họ cầu kỳ đến cái mức nào trong bài đánh đó. Và đây chúng ta sẽ được, có lẽ là sẽ nhìn lại ngay thôi, nhưng mà góc này thì hơi khó. Người ta set bài ở bom xe A, sao các ông lại cho xem góc outside à? À đây, đây những quả smoke để thu hút sự chú ý của đối phương ra ngoài outside. Sau đó thì sẽ là một tình huống chạy bài đấy, vào trong bom, chạy bài vào trong bom sai, nhưng mà sẽ có một quả lửa vào vị trí của Nexa và một quả lửa vào Hunter, thêm một lửa vào trong bom nữa. Ba cái góc đứng đẹp nhất thì đều bị lửa hết rồi. Có flash vào trong bom. Đúng từ vậy. Heaven, và có thêm cả quả flash để nó ném từ nhà hắt ra. Nó nhiều đồ lắm. Anh chàng ở trên mái nhà hắt thì không nhìn thấy một ai. Đây, anh em nhìn xem, nó là quá nhiều đồ. Lửa gần như là cháy phun ở cái vị trí ven cũng như là máy hắt cũng trong bom luôn. Vâng, may ra thì chỗ này chỉ có thể đứng được ở tầng 2, nhưng ăn ở tầng 2 thì cũng ăn flash. Ăn tầng 2 là vừa rồi chết. Là anh chàng ở trên mái nhà hắt thì bị ăn hai quả flash ném từ nhà hắt ra trắng lắm. Một cái bài bom Sega có thể nói là rất đẹp. Có lẽ là người duy nhất có thể bắn được là không có chỗ nào cả. Đây, trong lúc chờ đợi chắc là đang đi xem thêm mấy ông ở B. Vâng, một team speak của một team nào đó có vấn đề rồi. Na'Vi, vâng, technical đến từ Na'Vi. Hồi trước thì hồi ở cái layup cũ ấy, thì chỉ biết là họ Na'Vi giao tiếp bằng gì không? Hồi mà vẫn có rớt với Edward ấy. In game. Đúng rồi đấy. Tôi biết mà. Thi thoảng xem demo của Na'Vi. Có mà. In game mà luôn. Có in game. Nó nói mà in game luôn. Nhưng có lẽ là với cái sự làm mới đội hình
Thôi, cũng phải tiến bộ, cũng phải tiến bộ. Em biết dùng team Spec rồi. 4.0 rồi. Thường ai cũng dùng Discord với team Spec cả. Mới chuyển sang nghe cho nó tiến bộ hơn tí. Vâng, và bây giờ không phải làm mới bản thân chứ đúng không? Mà bây giờ lại trở lại với đang thứ 7 thôi. Nico, anh chàng này đang buồn. Di chuyển lên cao. Oh. Bị kết thúc điểm Omix. Nào Kenneth có trên tay khẩu ốp rồi. Thì có làm được gì hay không đây? Lại làm xem một chút xíu thôi. Kenneth vẫn sẽ là người kiểm soát ở khu vực outside này. Nhưng có flash pop ra để cho Perfecto có thể di chuyển. Thì ta vẫn đang kẹt lại một chút. Nhưng có đến 3 thành viên của bên phía Na'Vi đã xuống được Secret rồi. Vâng, 3 người xuống Secret và để lại Perfecto làm bài tờ. Thêm cả Flammy cũng đang đi gây áp lực ở khu vực H nữa. Vâng, bài đánh của Na'Vi nó đang khá là đa dạng và phong phú ở cái map thiếu để lúc này. Đang có một góc bắn chỏm đầu và đã bắn được vào đầu của Electronic rồi. Nhưng Electronic vẫn chưa chết và Jack đang có vị trí đẹp ở đây. Perfect đổi 1, Jack không quay, bây giờ thì Jack đổi 2. Đưa thì cũng phải là 3v3 rồi, nhưng trong quả smoke ở cửa to vẫn có một người nữa và không hề biết điều này đâu. Simple đã bò vào được trong bom sai. Và đây, ố, lộ rồi. Ngay tức Simple kết thúc đi Jack Z thôi, đưa thì cũng phải là 3v2. Đến người không vẫn chưa thuộc về Na'Vi ngay được đâu, khi mà Nexa bây giờ có một tình huống bắn tốt không có Victor, anh ta không bắn được bao nhiêu gì cả. Kenneth 1v2 có lẽ sẽ là lại đi xếp off tiếp thôi. Ông Kenneth vừa rồi tưởng chừng là bom được đưa ngược lên bom sai A, nhưng mà Kenneth đang đối đầu với một Simple đang nấp ở một góc khá đẹp nha. Nào bây giờ thì Kenneth nhìn thấy bom và đang nghĩ rằng đối phương đang ở cửa to. À đây rồi, thấy được một người rồi. Simple không ngờ là Kenneth đã đi đến góc đó. Nào, fake một quả smoke đối phương thì trốn qua. Oh. Đó là tình huống tap luôn đến từ Kenneth, nhưng để cầu mong có mạng với một tình huống như thế quá khó. Một phần no scope của Dragon là rất nhanh nhưng thiếu đi một chút sự chính xác. 6-1 dành cho bên phía team Na'Vi. Và trong round thi đấu thứ 8 này thì GI Sport họ vẫn có đủ tiền để buy, nhưng đây sẽ một round thi đấu 3 yếu bom. Liệu rằng GI Sport có làm điều đó hay không đây? Tình huống mà Jack Z. Jack Z vào đấy nhưng anh ta cũng có thể thấy được cả Simple đấy. Tôi vừa rồi tôi nhìn thấy hơi lằng thoáng nhưng có vẻ như Jack Z đã lùi về nhanh quá rồi bạn, chưa nhìn thấy gì cả. Kenneth thì cũng đã để lỡ một tình huống clutch 1v2. Khá đáng tiếc và cũng hơi thoát tim. Thở dài đến với Flamey. Gọi là thở hắt ra ấy, kiểu nín thở thì nín thở nó căng thẳng quá ấy, thế là đang nín thở lại phát xong kiểu xong cái tình huống đấy phát là kiểu thở ra phát là thở dài thì nghe hơi buồn, thở dài thì kiểu đang thua trong nghe hơi bài buồn. Đến từ G2 Sport rồi. Jack đang là người có cậu X1011 và nếu như tôi nhớ không nhầm thì Jack mà bắn khẩu này thì hay là bắn ram đấy. Liệu rằng Jack có bắn ram thật hay không, đây vẫn đúng là bắn ram rồi. Jack đã từng có một tình huống ấy để đời với khẩu X1014 này. Liệu rằng trong trận đấu này thì anh chàng có tái hiện đấy không đây? Na'Vi, anh chàng Na'Vi đang ném một bài di chuyển rộng ngoài outside long rồi. Thế thì sẽ hơi khó để Jack Z có thể có mạng được. Na'Vi có vẻ như họ đang khá là ưa chuộng những tình huống mà self smoke sau đó súng B là nhiều hơn. Simple mà phát hiện ra một người ở outside. Những viên orb mà Simple vừa nổ thì đó lại là một viên orb không chính xác. G2 có thông tin ở outside, họ đã quyết đẩy long rồi. Đẩy long mà đó quyết đẩy khúc A-RAM, à khúc B-RAM thì đúng hơn. Nhưng vấn đề là Na'Vi đang cây lại và thậm chí là Na'Vi lại chuẩn bị vào khu vực bắn A. Nexa có một tiểu bắn đề rất nhanh, nhanh tay nhanh mặt. Và người ra đi đó là Bumic. Bây giờ thì tiếp tục áp sát lên hơn nữa tới từ các thành viên của G2. Họ đang có cho mình những góc kề có thể nói là rất gần rồi. Và Na'Vi có đoán ra đấy không? Trên góc là kỹ càng tới từ Perfecto. Không có cơ hội cho tình huống vừa rồi của Hunter. Baka đã chủ động đi check góc. Và bây giờ là tình đánh ra. À, Nexa đang vào một góc khó. Nexa chết luôn rồi. Câu chuyện vẫn sẽ là khó dành cho G2 mà thôi. Vấn đề là họ bắt được bao nhiêu súng của Na'Vi, khi mà lượng tiền của Na'Vi vẫn đang chưa phải là quá nhiều. Flamey mà nằm xuống sẽ rất nguy hiểm, và thậm chí đây là một mờ không thể xong bản 2. Nhưng Simple bắn không khác gì là gọi là trong cái map tập êm cả, quay bên này quay bên kia là có mạng mà thôi. 3 mạng rồi,
Còn Nico thì thôi giữ lại cái giáp sử dụng tiếp trong round đấu sau cũng được. Và chúc mừng Zach đã có được 900 tiền với khẩu XM1014. Nhưng mà Nico xếp được 96 giáp vẫn tốn 3 vẫn tốn 1.000 tiền cho round tiếp theo để lên cho mình cái giáp 2. Thôi địch toàn AK mà lên giáp 2 làm gì? Ờ hả? quên. Ôi anh ơi, Tam AK. Tham thì nhầm. Tam AK. Nhưng thôi không sao, dù gì cô vẫn full buy được. Tưởng là địch không làm gì đó, nhưng mà địch chỉ là bày ra một bãi gọi là mồi thôi. Bãi quả. Bãi quả. Bãi quả dụ vào hiểu không? Dụ vào và trời ơi, 1-7 rồi. Na'Vi họ đang thể hiện quá tốt ở bên phía T-side. Hiểu rằng quá tốt. Side mà Na'Vi đang thi đấu không phải là Na'Vi side hay không đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem round thi đấu. Và đẩy dụng lobby sớm có mấy mạng đây, chỉ là một mà thôi. Vẫn có một người vừa đánh ra, bị kết thúc điểm qua bánh đồ rồi. Ngày hôm nay tôi nghĩ rằng Na'Vi đang bay, đang phải gọi là bọc đầy quá luôn. Và bây giờ thì KDS không còn tầm nhìn nào nữa. Hai quả flash hai cũng bị đánh đá, kẻ nét chết rồi, Nico cũng vậy. Và đây sẽ là round thứ 8 dành cho Na'Vi. Một round mà Na'Vi họ thay đổi nhịp độ trận đấu thôi, quá nhanh quá nguy hiểm. Mới có khoảng 1 phút 20 giây mà cái thế trận nó đã quá an bài. Bây giờ thì 8-1 và sẽ là 9-1 khi mà lượng tiền của G2 không phải là nhiều. Họ sẽ phải hấp bài trong round này chỉ với những khẩu lục và giáp. Còn Na'Vi thì thôi không cần tính đến. Khoai nha. Vừa trời rồi ơi, tất cả những thành viên của G2 Sport ở trong cái bom side A đều chết chay. Kể cả những người backup từ outside hay là man lên cũng vậy. 8-1 dành cho bên phía team Na'Vi. Và đây là một round thứ hấp bài đến từ G2 Sport. Na'Vi trong round thiếu này chỉ cần đi ra outside thôi cũng sẽ là được chiến thắng nha. Và bây giờ Electronic chạy đối đầu với Nico. Mạng đầu tiên thuộc về Electronic rồi, Nico đang đổi mạng. Electronic đó là tính pre-fire luôn. Có vẻ như nhìn cái cục thùng đó thì Electronic cũng đã hiểu ra là có một người chắc chắn ở gần cái cục thùng đỏ. Liên tục câu chuyện nó sẽ là các thành viên của G2 phải ra đi. Fake à? Fake nhảy ra nhưng có vẻ vị trí Boomix không quá quan tâm. Nhưng Hunter móc đường sau. Đáng tiếc đây là một khẩu CZ. Trời ơi, nó cực kỳ thiếu đi sự chính xác ở những tình huống bắn tầm xa. Vâng, Bet thì nếu nó là một khẩu P250, một khẩu 57 thì còn có được, còn có thể được. Nhưng đây là một khẩu CZ. Và Hunter không tìm được cái điều gì cả. Nào và bây giờ sẽ lại là một nữa ở này. Electronic bắt được Hunter và chỉ còn lại một mình Nexa đang bị lẻ bóng ở cái khu vực A-Long mà thôi. Nexa, anh chàng này đang muốn làm điều gì đó. Nexa đã chết rồi và đó là 9 dành cho bên phía team Na'Vi. 9-1 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chẳng phải là 11 hay không đây. Thực sự thì bây giờ Na'Vi mà lên 10, lên 14, lên 12, tôi nghĩ rằng các thành viên của G2 tâm lý nó sẽ gọi là sang trận luôn đấy. Xong rồi lên 13, lên 14 thì thôi. Nếu như đây là xe của tôi thì tôi sẽ có chấm than với GG. Chịu. 9-1 dành cho bên phía team Na'Vi. Và bây giờ thì Flippy chàng này đang di chuyển ở góc kê để lobby. G2 Sport trong ra team này đang đẩy đến 2 outside cơ. Quyết định make play đến từ G2 Sport. Một quick chơi liều, nhưng liệu rằng liều có ăn được nhiều trong đây. G2 Sport đang ăn rất nhiều những quả flash ở outside. Kẻ niên đổi bóng và dẫm lửa chết luôn rồi. Nico đã bỏ mặc đi vị trí của Kenyan. Chắc chắn rồi. Outside di chuyển rộng đã được ném ra đến từ Na'Vi. Nico không thể cứu được người quân của mình, và thậm chí là anh ta còn phải nằm xuống cơ. Vâng, làm sao cứu được người khác khi mà không thể tự cứu chính mình đây. Hơn người dành cho bên phía Na'Vi rồi. Bây giờ thì Na'Vi sẽ thoải mái hơn rất nhiều trong tình huống bò trườn. Họ sẽ chiếm được chân Heaven và thậm chí họ sẽ chiếm được luôn cả cái Heaven cơ. Thì bom sai A, đó là vị trí của Nexa sẽ gặp rất nhiều sự nguy hiểm. Phạm vi di chuyển của Na'Vi đang là quá rộng ở trong cái round thiếu thứ 11 này. Mặc dù Electronic đã bị hạ gục đi. Và bây giờ không có thông tin, Zach bắt buộc phải đẩy RAM. Nhưng mà có người đang kê lại vị trí của Zach đó. Ồ không,
đã bỏ đi rồi, đó là vị trí của anh chàng số 0 Flamey. Và bây giờ Hunter bắt cặp rồi. Một mạng thôi, chỉ là một mà thôi. Tôi nghĩ rằng sẽ là không đủ đâu khi mà Simple thì cũng đã có một vị trí rất đẹp và nghe thấy những tiếng chân chạy rất to của Jack. Ôi trời ơi, đi như này thì có rút dao ra hay không đây? Không rồi, quá xa để có một tình huống rút dao rút kiếm. Round thi đấu này sẽ là round thứ 10 dành cho Na'Vi. Nếu như Nexa mà clutch được trong round thi đấu này, tôi xin phép mời Chí đi ăn đêm luôn, tự chọn. Được luôn, được luôn, được luôn. Nexa, let's go. Amazing, good job. Nào, Nexa, where are you? Hết rồi, Nexa đang dừng lại ở cửa secret. Go retake bro. Don't save, go retake bro. Và bây giờ Simple lại bắn vào mặt này. Ôi. Go, let's go, you have kit. Go, let's go. And one more smoke. There, left side, we'll make left side. Kill him. Nice. Oh. Không tiếc rồi, tiếc quá là không đủ tham rồi. Và Nexa thì đã phải nằm xuống. Và 11 dành cho bên phía Na'Vi. 11 dành cho Na'Vi. 11, tôi xin nhắc lại, đây là tỷ số 11. Các bạn không nằm mờ đâu. Na'Vi đang bắn tỉ ở 3 thi đấu đi đúng. Và họ đang dẫn trước team G2 Esports tỷ số là 11, khoảng cách là 9 nào. Thật sự thì Na'Vi tinh thần họ đang lên rất cao rồi. Ngược lại thì hãy nhìn khuôn mặt của Kenny kìa. Nó là một khuôn mặt mà hơi ấm ức nhưng mà nó đang không được giải tỏa. Có vẻ như là không được ho. Không xả được ra ngoài ấy. Nó bí. Không ho được, đâm ra là không xả được ra ngoài. Kenny thì đang có số frag hơi thấp. Và bây giờ lại là một round các thành viên của G2. Họ sẽ khó khăn quá nhiều với khẩu lục mà thôi. Kenny lại bí bách quá rồi. Bí bách quá thì Flamey lại cho bí bách hơn nữa cơ. Jack đã bách được xuống bom xe B nhưng Jack thì cũng đã lộ tiếng rồi. Chắc chắn những người ở cửa to nghe to vừa rồi. Jack đã bị hạ gục. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng nên đọc là ra cái này là 11 dành cho ta. Nó đúng là 11. Và nó là 11. Vâng, rất nhiều số 1. Hơi lú. Và bây giờ thì bên phía G2 full bài được rồi. Thua round đầu này thì sẽ là 13-1. Và thậm chí là Na'Vi, đúng là họ vẫn chưa có dấu hiệu comeback. Các thành viên G2 họ đã không cản được. Sao lại Na'Vi có dấu hiệu comeback? À, giữa anh em G2 có dấu hiệu comeback. Nhập rồi, rồi. Na'Vi bắn hết cả vào đầu các tên chí chá rồi. Bắn gọi là bài hay quá, làm tôi cũng lú theo. G2 đã bị lú rồi, G2 là họ bây giờ họ đang không biết làm gì để cản lại những tình huống đánh bài của Na'Vi. Na'Vi họ đang kiểu thoải mái kiểm soát cái lượt first half này. Họ thích đánh nhanh, thích đánh chậm, thích bỏ đi đâu thì bỏ đi đấy, thích giết ai thì giết, thích tha ai sống thì tha. Trời ơi, Na'Vi đang thiếu rất cay nha. Bây giờ thì Kenny có mạng ở đây cho Nick một mạng sớm rồi. Liệu với cái lợi thế người này, G2 có thể đem về được một round thắng hay Jack không? Jack ơi, đứng sau quả smoke này, đang muốn đẩy lắm đây này. Đừng đẩy. Tôi xin Jack đấy. Lợi thế hơn người rồi, và bây giờ thì Jack sẽ và Pavito sẽ nhìn nhau sau cái quả smoke này. Tham mình quả smoke cũng đã dần tàn rồi. Và bây giờ thì Jack là người bắt tinh hơn. Kenny có cho mình mạng thứ hai, đó là chuyện cực kỳ khéo đến từ Kenny đi cổ ở gara hạ của đi bú mic rồi. Và bây giờ thì Na'Vi họ đang rơi hơi nhiều. Simple đổi một nhưng đã lộ vị trí của mình rồi, sẽ làm gì đây? Simple đổi thêm mạng nữa đưa mình cũng về là 1v3, vừa lắp 1v5. Không được rồi, round thứ hai dành cho G2 Esports cuối cùng thì cũng đem được ra thằng thứ hai rồi. Và liệu có ra thằng thứ ba hay không? Hơi khó khi họ đang là những ông chọc phú. 16.000 tiền, 12.000 tiền và gọi là rất nhiều tiền. Nhưng bây giờ thì G2 sẽ đặt ra một câu hỏi, tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều thì có ăn được G2 hay không? Vấn đề là G2 lại không có ốp của Kenny. Nhưng mà thôi cũng được, có lẽ là Kenny cầm của M4 thì biết đâu đó lại giải phóng được cái sức mạnh thật sự của anh chàng này. Từ đầu giờ có ốp của Kenny chưa có quá nhiều tiếng nói, chỉ có mỗi ở round đấu trước cũng là một cái double kill đem về ra thắng thôi, trước đó thì chưa thể làm được gì nhiều. Bây giờ thì bắt đầu phi ai nhanh thì Perfecto đẩy ngay vào rồi bạn. Kenny là người có bạn của Perfecto, không thiếu phi hơi nhanh quá tới từ Perfecto. Đồng đội của anh thì không thể giúp được gì vì quả lửa vào khu vực nhà vàng từ rất sớm. Và bây giờ không ai dập trò. Round thi đấu
thứ 14. Navi họ đã tốn khá nhiều đồ để fake vào cục bom sai A. Và họ lại đang muốn đổi hướng xuống B. Nhưng mà ở ram của G2 thì đang có đến 2 người. Sẽ là khó dành cho Navi nếu như muốn xuống khu vực B ram này. Nhưng mà Navi họ lại đang muốn làm điều khác rồi, họ đang muốn đánh lên A. Nhưng mà họ chỉ có duy nhất một quả flash trên tay của Simple mà thôi. Và Simple thì đứng cái vị trí này thì sẽ là không pop flash rồi. Biết đâu đó họ đang đợi Electronic bò xuống B. Bằng Secret. Hai người này chuẩn bị nhảy ven này. Không không không, bút lên để Simple pick ngược tầng 2. Nhưng mà tầng 2 lại không có ai. Và bây giờ thì Simple hình như đã lộ vị trí rồi thì phải. Người trong side là Nexa, liệu rằng đã nhìn thấy Simple hay chưa? Sắp có người trên hay vườn nhà lộ tiếng rồi. Simple lộ tiếng rồi, có người ở cạnh ven nghe thấy điều đó. Nhưng vẫn đang rất là an bình bất động tới Hunter. Đúng là một anh chàng thợ săn. Anh chàng thợ săn thì lúc nào cũng đang ẩn náu và dập con mồi của mình. Và cuối cùng thì G2 cũng sẽ đem được ra thắng thứ 3 mà thôi. 11-3, lợi thế quá lớn để làm bị được phân hạp. Và dự nó có lên được 12-3 không nhỉ? Hay là 11-4 đây? Tôi nghĩ rằng 11-4, tỷ số đó thì mới hấp dẫn. Thôi 12-3 đi. 12-3. Mười hai ba dành cho bên phía team Navi hay sẽ là 41 dành cho G2 Esports đây. Tôi đã thấy khẩu op trên tay của Kenny S rồi, lần gần nhất Kenny S bắn op thì làm hai và mang về làm chiến thắng dành cho G2. Điểm rào thi đấu này thì sao đây? Nico đang là người bắn outside, nhưng Flamey thì đã bắt đi được vị trí Hunter rồi, đó thì vẫn bị vượt ở trong A. Rồi bây giờ thì smoke ném vào che mini và sẽ làm bài vây A lại. Nhưng có một quả smoke che cửa vàng là rất đẹp. Thậm chí nó cạnh còn có one way. Nhưng Simple mới là người chiến thắng với cậu AK. Bây giờ thì 3, 2, 1, chuẩn bị phi vào nào các anh em. Không, phải là các anh em sẽ chậm lại mà thôi. Electronic đã di chuyển vào một vị trí rất đẹp rồi. Nào Electronic hạ gục Alexa. Nico đang cố gắng tạp mình, nhưng Flamey là người có cho mình cái đầu của Nico rồi. Chỉ còn lại một mình Jack và có lẽ sẽ là tỷ số 12-3 và đúng là như vậy rồi. 12-3 ở lượt first half và chúng ta chỉ có những phút đến tiếp theo của lượt first half thôi.
Đây rồi, đây rồi, chúng tôi đã trở lại đôi giày. Nào, bây giờ là round đấu rất quan trọng dành cho bên phía Team G2 Esports đây. Được ăn cả và ngã thì sẽ là về mò. G2 Esports đang chuẩn bị bài pistol khá là dày công. Hai đồ đến từ Nexa và Hunter, nhưng bây giờ thì Boomix có phải nhận biết một điều gì đó rồi. Tay đang rút chốt quả flash để ném thẳng vào khung nhà H này. Và bây giờ thì 1, 2, 3 quả đếp ném ra, nhưng mà không chết ai. Ồ, chưa ném ra thì Simple đã bị không rồi. Electronic đổi một quả đếp ném ra đến từ Boomix. Tắt Vaxi, kệ đi đổi một đường từ Boomix 3v3. Nhưng mà vị trí của anh chàng Baby đẩy ra và có được một dạng rất là quan trọng ở đây. Vâng, một cái bài mà Navi có lẽ là cũng đã phần nào đó bắt bài các thành viên bên phía G2 Esports. Họ vây bóng xe lại từ rất sớm và gần như là G2 họ vào đến nơi xong họ không biết làm gì nữa cả. Thôi ngoài việc cầm xuống chết. Một round thi đấu mang tính chất rất là quan trọng. Đúng. Được ăn cả và ngã về mò, liệu rằng G2 Esports có thua 16 bài hay không đẩy. Bây giờ thì G2 họ không muốn thua nhanh như vậy, đâm ra là họ đang eco trắng luôn. Eco như này là 14-3 rồi. Chắn rồi. Navi thì cũng đã mua wow, 4 khẩu MP9 và một khẩu AOG. Eco này gọi là chúa rồi. Một eco này gọi là chúa rồi. Không thở. MP9 mà bắn không giáp thì thôi, nó cũng gọi là phê mê ly luôn. Phê gọi là chữ E kéo dài. Không thở nổi luôn. Vẫn rất cẩn thận với những khẩu của Long. Tôi nghĩ là KTV của G2 thì bây giờ họ đang muốn câu giờ trong round thi đấu này. Câu giờ thì đấy, coi đang... như là câu giờ trong câu được ít đồ của đối phương phải không? Họ đang toàn tình smoke này, xong rồi lửa mà Navi trả ra là vui vui, tính ra cũng phải mất đến gần 1000 tiền rồi. Từ từ nhá, để tôi xem toàn họ toàn tính gì này. Nếu như họ thua trận thi đấu này nhá, họ sẽ về vị trí thứ 3 và thứ 4. Thì họ sẽ có phần thưởng là 12.000 đô. Và tôi nghĩ rằng là họ đang tính ở với 12.000 đô thì tối là đi cái bar nào được phải. đang search địa chỉ sẵn à? Bảo đi cô phải không? Em ơi, tìm nhanh cái địa chỉ nhá. Đấy, thế là trong lúc chờ đợi thì có vẻ như là đã tìm ra địa chỉ xong rồi. Liên tục là những cái mạng sẽ dành cho bên phía Navi. Vậy là bây giờ thì chốt địa chỉ rồi. Anh em chỉ có hẹn nhau đi thôi. Round đầu key round có thể nói là gần như là cuối cùng của G2. Rất quan trọng, thua round này thì là mất luôn. Thua round này là mất sạch. Nó tới in game bé vừa rồi thì là Cliffit nó tự dưng nó bé thôi. Đây bây giờ lại to rồi anh em ạ. Anh em yên tâm nha. Không phải là bọn tôi ở tay máy nghịch ngợm cái gì đâu. Anh em cứ yên tâm, bọn tôi có cái gì hỏng hóc cái gì lên bọn tôi sẽ sửa ngay. Còn không phải hỏng hóc thì bọn tôi cũng sửa. Đấy. Bọn tôi trở lại với cái round đấu này thì ôi, một quả hết là khá đau. Nhưng bây giờ thì bắt đầu tràn vào thế này thì mất hết rồi. Mình có góc kê sau sờ bốc là quá đẹp. Electronic cũng làm đôi với quả MP9. Toàn MP9 thôi nhưng AK là phải nằm xuống hết. Trời ơi. Chạy với chúng tôi Perfecto hạ đi Hunter và chúng mình Kenny serve rồi. Và bây giờ thì serve vào tường rồi. 12 cái match point dành cho Natus Vincer. Và đội này thì đúng là sinh ra để chiến thắng rồi. Khó đỡ quá, khó đỡ quá G2 ơi. Map thiếu đầu tiên rất tay. Map thiếu thứ hai thì cũng đã có cố gắng. Nhưng map thiếu thứ ba này thì trời ơi, Navi họ làm quá tốt. Thôi, nước mắt đã tuôn rồi. Tạm thời cất Potter của G2 vào một góc thôi. Nào, bây giờ là round thiếu full bài cuối đời của G2 Esports. Liệu rằng họ có mang về được cho những khán giả như chúng ta được một cái hy vọng nào đó trong đây. Setup bài 3 quả smoke outside như thật. Nhưng G2 Esports đang chặn ra A. Một mic trên tay nhưng ở trên em hơi Perfecto rồi. Một Perfecto cũng vậy, rách hạ cũng điệp Perfecto rồi. Đưa tình huống về là 3v3 Timo. Bắt đi được vị trí rách gì rồi. Tại sao có một tình huống di chuyển hớ hình đến như vậy khi mà không có quản sốc nào. Nexa đổi một phần thì là play tất cả. Nexa làm được là cố gắng quên của G2 Esports ở trong cái mắt chúng ta rồi. We'll be right back.
anh cút chọc. Cút chọc, cút chọc, cút chọc. Một tình huống mà các thành viên của bên phía team Navi đã có một màn thể hiện ngoài sức tưởng tượng rồi. Quá tốt luôn. Tôi chỉ tiếc duy nhất là lúc nãy Nexa không thể clutch được một vết 3 để tí còn đi ăn đêm thôi. Còn lại thì các thành viên Navi, một cái màn thể hiện của họ là quá là mãn nhãn, quá là xứng đáng về cả mặt kỹ năng cá nhân của từng player hay là cái chiến thuật của cả team, cái sự phối hợp nó là quá hoàn hảo. Các thành viên của hai không thể đỡ được gì cả. Và đấy, một cái tỷ số nó quá là chóng vánh dành cho bên phía Navi. Và bây giờ thì bọn tôi xin phép là lượt trận thi đấu này đã kết thúc rồi, nhưng mà vẫn còn lượt trận thi đấu sau. Anh em đừng đi đâu quá lâu cả. Xin chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại ở những phiên ca lần sau. Amazing. Good job. Bây giờ thì xin phép anh em, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ít phút trước khi đến với loạt trận tiếp theo, loạt trận giữa Complexity và đúng vậy, Complexity Gaming gặp Team Team Vitality. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhá.